Cho lên xuống cầu thang có đau không? Xuống cầu thang thì lúc bị đau. Xe của mình đi 5.000 cây thì mình phải thay dầu, mình phải lấy luôn. Đây mình xài 37 năm rồi. Trong hỏng đấy à? Nhưng nó phải hỏng chứ không? Chết đấy. Nhiều người không hỏng, mình hỏng. Ôi giời. Lên. Em 37 tuổi, em ở đây, em đến đây nhiều lần em thấy có những bạn cũng mười mấy tuổi. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Đá tạm thần kinh không người đau, từ lúc đấy này không thấy hết. Tập sung quá. Bình thường nó khả năng là do cái thanh thần kinh này nó nghiêng, nó bị nghiêng. Cố đá lên. Tức là xu thế của mình đã chưa được tốt này. Nó không đúng. Bây giờ có tí dịch không có giá trị gì mấy. Không đề. Cái này không ngổ nước thì trị liệu rồi là mình thích thì mình tiêm huyết tương tử cầu mà nó ok gì đó. Nên là nó quá tải thôi. Không đến mức là ấy đâu. Không nước dập giết cái đoạn kia. Không cho dù là có dịch này. Đưa lên rồi xuống em thấy nó lục lục. Nó lục cao là cục kẹt, nó kẹt. Kẹt ạ. Còn cái nó khô rồi đấy, nó kẹt. Xe của mình đi 5.000 cây thì mình phải thay dầu, mình phải lấy luôn. Đây mình xài 37 năm rồi. Trong hỏng đấy à? Nhưng nó phải hỏng chứ không? Chết đấy. Nhiều người không hỏng, mình hỏng. Ôi giời. Lên. Em 37 tuổi, em ở đây, em đến đây nhiều lần em thấy có những bạn cũng mười mấy tuổi. Nó bình thường lắm. Tính như em đi bao nhiêu lâu nhỉ? Hôm nay đá tạ không? Nó đau không? Đi bao lâu nhỉ? Cái này đó. Cái này là tháng rưỡi. Tháng rưỡi. Ví dụ trước nó đau 10 phần, bây giờ nó còn đau mấy phần? Cho nó còn khoảng 5-6 phần rồi đấy. Lấy cái bên này đi. Để so sánh. Không biết bên này cũng đau, em có phim bên này nhỉ? Đau. Ấn mạnh thì đau cũng nhỉ? Đau. Chỗ này đau rồi. Ấn như thế thì đau. Chỗ mỡ này nó hơi viêm lên, sưng lên này. Thực ra cái bên này em đau trước bên này này. Bên này đau trước. Đúng bên này đau từ năm ngoái. Bên này đau từ tháng 8 năm ngoái. Biết ngay mà. Nó mềm cả gân lên rồi. Sờ thấy gân nhão tẹt ra này. Bên này gân còn cứng này. Gân lên sờ này. Nhìn nó lõm mà. Ấn đau. Đau. Chỗ này tốt rồi. Đau. Ấn mạnh thì đau. Đấy. Là mày hay đau ở chỗ này đi. Lấy chỗ này đấy thì. Bên này thì đấy đau trong chỗ anh nhấn đấy, sâu hơn nhau. Đây đâu? Đấy. Thường đau em đang thường đau ở khu này đấy. Ở khu đấy. Mạnh nhỉ? Đấy, chắc đứng chỗ đấy. Sâu hơn. Nó viêm cái gân, cái điểm bám gân. Gân bánh chè vào cái xương bánh chè, cần dưới xương bánh chè này. Gân với cả mỡ dưới xương bánh chè. Chân phải chân trái thì thực ra bản chất của nó bị như nhau. Như nhau. Cái này cảm giác nó cộm, nó vướng này. Thì nó bị lâu hơn, nó sâu hơn rồi. Cái này thì bây giờ là nó viêm cái mỡ dưới xương bánh chè này, mới cả một phần của cái gân bánh chè này, nó nhút cái gân bánh chè này. Cái lên xuống cầu thang có đau không? Xuống cầu thang thì lúc bị đau, xuống cầu thang thì còn chịu. Xong trong này thì cái sụn khớp, cái sụn chè các thứ nó bị tí. Tránh làm ra được. Thì trong thời này, trong thời gian này như này em có nên tập không? Có tập được không? Em vẫn tập nhưng tập ít thôi. Cái này thì điều trị trị liệu thì cần ít thôi, không cần nhiều. Cái này em trị liệu phát xong em tiêm cái thương dầu cầu phát nó lỡ ngay mà. Vấn đề của mình bây giờ chính là nó liên quan đến về cái sụn là chính rồi. Cái sụn khớp là chính rồi. Cho nên mình trị liệu chỉ ở mức độ thông thường để cho cái gân này nó vừa ấy. Một lần này xong mình tiêm vẫn là được không ạ? Thế anh cho em tiêm, nhưng mà tiêm một gối trước nhỉ? Ừ tuy em thấy, à đúng. Về nhá, tức là về cái tiêu này này. Cái tiêu chí của em tiêm, kể cả em muốn tiêm hai bên thì nữa, nhưng mà khi mà ví dụ một bên đau 10 nhá, một bên đau 6 nhá, thì chỉ tiêm một bên 10 thôi. Tức để làm sao mà cái bên 10 này nó xuống 6 này, thì lúc đó thì mình mới nên tiêm cả hai. Và nếu như mà bây giờ mình tiêm phát cả hai thì hai bên dù sao một bên nó đỡ rất nhiều, một bên nó vẫn còn đau, rất lệch trục. Cái mục đích của mình để làm sao mà cái cơ thể hạ mình có hai chân này đi đều hai chân, thì phải làm sao đó mà hai chân này nó phải hết đau bằng nhau. Hoặc là nó đau bằng nhau. Nó bằng nhau chứ không thể tập tễnh được. Chân này đau, chân kia phải gánh. Đúng không? Gánh đến lúc mà chân này nó quá đau quá, xong rồi bắt đầu là chân kia lại gánh, kia gánh tiếp. Nó cứ lộn xà lộn trộn như thế. Dẫn đến cái việc mà nó làm hỏng rất là nhanh.
nó làm lệch trục cơ thể, lệch đầu tiên là lệch ở cái gối, cái thứ hai là nó hỏng cái háng, cái lưng, lưng. Đó, đấy mới là cái vấn đề lớn thôi. Cho nên là chỗ nào đau nhiều thì mình làm trước. Đấy ạ. Còn còn thấy tức không ạ? Đôi tức này. Vâng. Tức là đi xuống nó không còn khó chịu bên đấy nữa nó.